Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Shop Đồ Câu hôm nay lại về một con hàng mới cho anh em này. Hiện tại con này có tên gọi là Phương Thiên Họa Kích anh em nhá. Và có độ cứng là 6H. Và có mã tem QR code anh em check này. Hiện tại em đang cầm trên tay là 4,5 m anh em nhá. Có trang bị vòng đai chống nổ anh em này. Carbon là carbon xoắn toàn thân anh em nhá. Có các đầu nóng được sơn nóng đầu cần cho anh em màu da cam nhá. Đấy, chống anh em xe nóng hay toác nóng đầu cần này. Hiện tại hôm nay em sẽ test con Phương Thiên Họa Kích này tới gãy luôn anh em nhá. Rồi anh em sẽ chinh phục mức nước đầu tiên là bao nhiêu cân đây ạ? Hiện tại anh em nhìn kỹ xem này, 5 cân anh em nhá. Rồi, em sẽ test tĩnh con Phương Thiên Họa Kích này mức đầu tiên là 5 cân anh em nhá. Đấy, độ cứng 6H anh em nhá. Con này màu chủ đạo của nó là màu cam trắng anh em nhá. Khá là đẹp và nổi bật anh em nhá. Và sau đây em sẽ nhấc tĩnh con Phương Thiên Họa Kích này là 5 cân anh em nhá. Cho bán là bán 4,5 m anh em nhá. Ok, lên rồi anh em nhá. 4,5 m test tĩnh 5 cân rất là nhẹ nhàng luôn anh em ạ. À, tiếp theo đến là mức nước tiếp theo này, anh em nhìn kỹ xem này. Mức nước tiếp theo là 5,5 cân anh em nhá. Ok không ạ? Sau đây em sẽ test tĩnh là 5,5 cân. À, vượt mức nhà sản xuất đưa ra là 500 g. Đấy, cho con cần 6H anh em nhá. Phương Thiên Họa Kích 6H anh em nhá. Đấy, con này hiện tại là nó tương đối có cái trọng lượng khá là nhẹ. Đấy, nhìn kỹ xem này. 5,5 cân anh em nhá, ngồi lên rất là nhẹ nhàng luôn anh em nhá. Lên rất là nhẹ nhàng luôn. Ok anh em, tiếp tục anh em mình lại chinh phục mức nước tiếp theo. Đó là 6 cân anh em nhá. Mức tiếp theo là 6 cân. Đấy, vượt mức nhà sản xuất đưa ra là 1 cân, được không ạ? Sau đây em sẽ test tính con Phương Thiên Họa Kích 6H anh em nhá. Đấy, xem nó có chinh phục được mức nước là 6 cân không ạ? Đấy, nhìn kỹ xem này. Đấy, bán là bán 4,5 m anh em nhá, được không ạ? Ok, lên rồi anh em nhá. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đấy, 6 cân anh em nhá, 4,5 m. Tiếp theo này, anh em nhìn cùng chinh phục tiếp theo mức nước tiếp theo này. Hiện tại mức nước tiếp theo là 6,5 cân anh em nhá. Đấy, 6,5 cân anh em nhá. Hiện tại là một con cần săn hàng là nó có độ cứng là 6H. Đấy, em sẽ nhấc tĩnh 6,5 cân cho anh em xem nhá. Liệu con Phương Thiên Họa Kích 6H này có chinh phục được mức nước là 6,5 cân không ạ? Anh em cùng chú ý kỹ cho em nhá. Đấy, liệu nó có lỗ không ạ? Ok anh em nhá, hiện tại là lên rồi anh em nhá, 6,5 cân luôn ạ. Ok không ạ? Ồ, tiếp theo sẽ là mức nước tiếp theo anh em nhá. Đấy, anh em xem này bao nhiêu cân đấy ạ? Đấy, mức nước tiếp theo sẽ là 7 cân anh em nhá. 7 cân anh em ạ. Đấy, tiếp theo đấy là 7 cân này. À, liệu cái con Phương Thiên Họa Kích này chỉ có 6H thôi mà xem là nó có tải được lên tới mức là 7 cân không anh em nhá. Tải tĩnh được mức 7 cân không anh em cùng xem giúp em nhá. Em cùng đoán xem là nó có lỗ không anh em nhờ. Đấy, anh em nhìn kỹ xem này. Ok, mức 7 cân nhá, 4,5 m Phương Thiên Họa Kích. Đấy, 7 cân. Ồ, lên được một tí anh em ạ. Ủa, lặng quá không lên được.